Chào mọi người, rất hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game The Last of Us phần 2. Mình là Chris. Ở tập trước, sau khi chơi một màn chơi cảm giác mạnh thì ở trên cây cầu này, Abby và Lab đã rớt xuống đây. Và tới đây thì Lab nó không biết đường nữa. Giờ chúng ta phải tự tìm đường đi xuống dưới. Đi xuống dưới múc ở con đường phía dưới, con đường chính phía dưới, để đi tới cái chỗ bệnh viện. Tòa nhà anh sướng không? Có cái... Đây là một cái loại mà chung cư cao cấp ấy. Mình coi này. Ở đây là hồ bơi. Chọn cái chỗ này chắc là cái chỗ mà nước nóng á, ngâm nước nóng á. Vừa coi tivi vừa ngâm nước nóng được. Thấy đại gia không? Sướng không? Chúng ta đi vòng gọi đây có gì đó không? Có gì lấy được không? Thấy bên chung cư bên ta ham thiệt. Bên mình hình như cũng có cái hồ bơi ở những cái tầng cao, nhưng mà không có tiện nghi bằng, không có cái này, cái ngầm nước nóng như thế. Ồ, mình nhớ lần trước thấy cái đây như có tờ giấy gì mà ta. Nhớ đây có không? Cái gì? Cái lực của hồ bơi rồi. À, cái này là phải tắm trước khi xuống. Đây là lực hồ bơi nè. Không ăn uống gì trong khu vực hồ bơi. Không đem những vật phẩm bằng kính. Không được chạy. Không được cười khi người khác té. Không được đem vật nuôi theo. Không được lặn. Nhiều lực thế. À, hình như dưới này có đồ. Bên này là một cái lỗ thoát nước thôi. Giống như cái này này. Lần trước mình cứ tưởng nó là một cái tờ giấy gì thôi. Hình như chúng ta xuống dưới này có cái gì dưới này nè. Phải thấy chưa? Thấy chưa? Nhanh 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 nhanh, còn gì nữa không? Ta mới vừa lấy được một cái đồng xu, nhưng mà ở đây nó cho coi. Có cả cầu thang đi lên nè. Có nghĩa là cái khu này là cái khu nó sẽ chia ra cái khu này, cái khu cạn. Múc bên kia mới là xong. Nên mình chưa xem. Đồng này là đồng Illinois năm 1813. Dơ có nhìn không rõ. Nói đồng Alabama 1819. Alabama chứ. Ý, hình như đủ 37 cái. Gắn kiếm được 3 cái nữa. Rồi, đi nha. Công nhận một buổi trưa chủ nhật vừa nhâm nhi ly cà phê vừa chơi game quá tuyệt vời. That's the worst of it. We got off lucky. Maybe it wasn't luck. Maybe it was. Some wolves believe in God. I've heard them pray. Well, I don't. If I'm gonna die, I'm gonna die for me. Then what are you doing here? Why did you come back for us? Guilt. Of what? You don't owe us anything. I just needed to lighten the load a bit. Còn Lab nó mới bảo là mới nó nghe tiếng chuông. Nó nghe tiếng chuông trong tai, nó có thể là một cái điềm mai. Bởi vì nó cũng có thể đó không phải là điềm mai đâu. Ô, cái này phòng gym. Trời, sướng thiệt chứ. Free wifi luôn kìa. Password là 121879. Thì thằng Lab này, do bây giờ mình sẽ gọi nó thằng nha, mặc dù nó là con. Nó bảo là một vài sói. Sói là cách gọi của tụi Seraphine với tụi WF.
một vài người sói tin vào Chúa. Em đã nghe thấy họ cầu nguyện. Abby nói là chị thì không. Nếu mà chị có chết thì chị chỉ chết vì bản thân mình thôi, chứ không có chết vì thần thánh nữa. Thì Blab nó bảo như vậy sao chị lại quay lại đây? Mục đích của chị quay lại đây là gì? Abby nó nói là kiểu mà nó muốn nhẹ lòng, tại vì nó nằm mơ thấy ác mộng hai đứa này chết, cho nên nó muốn nhẹ lòng, nó quay lại coi sao. Sẵn thấy thì nó giúp luôn. Thằng Lép nó nói là chị không có nợ gì tụi em hết, nhưng mà con Abby nó nói là nó muốn giúp thôi, tại vì trước đó tụi này đã cứu mạng nó rồi, hai bên cứu qua cứu lại mà. 121879 rồi kiếm kiếm đồ vậy, chắc chắn ở đây nó sẽ có một cái tủ chứa đồ. Đây rồi, 121879. Đây là 79. Chính xác luôn. Nó thực sự hoạt động. Wow, 17 thực phẩm chức năng. Ngon. Chế được nhiều thứ lắm. Chế bơm trước này. 54 rồi. Cái này cái tầm mà chúng ta lắng nghe nó sẽ xa hơn, cộng thêm 50%. Cái cuối này cần tới 50 để nâng mát máu. Hỏi để dành nâng mát máu nhé. Ôi, nghe tiếng có vẻ như hình như có tụi infect. Infect từ trong này ấy, trong mấy tòa nhà này đấy. Không có. Rồi, bị chặn rồi. Đây là một cái đường đi xuống nữa. Nếu chúng ta xuống đường thì chúng ta sẽ tới ngay chỗ bệnh viện được thôi. Ôi, chỉ là một cái xác thôi. Một xong số chị à? Không, kiểm tra cái đồ thì không phải. Đây, cái đèn pin. Nó vẽ dưới đó tối lắm. Có vẻ nó còn hoạt động. Had orders to clear out this building. Seth, Victor và Irina chết rồi. Avery và Miley thì mất tích. Và tôi đã bị cắn. Cái tổ này nó lớn hơn là chúng ta đã nghĩ. Tôi đã cố gắng thổi tung. Thổi tung là kiểu đặt bơm cho nổ. Nhưng cái quả bơm chết tiệt đó nó bị hư rồi. Cuối cùng là cái bọn Phara khốn nạn đó, nó gần như giết được tôi, đang đến giết tôi. Là người sống sót à? Úi, Lev, are there infected in this building? Lev, có bọn infected trong nhà này đi. Bọn em thì thường hay sử dụng cái thang máy cho nên em không biết. À, đây là Phara mà. Chết rồi, bên kia còn chỗ mình chưa đi. Cứ nghĩ mà không sao. Quan trọng là chúng ta đã kiếm được 5 cái cây kỹ năng. Ok. Nó bỏ tí đồ đạc cũng không sao hết. Đồ giờ mình đâu có thiếu. Vậy là Phara đấy. Cái đoạn cuối đó là cuối cùng thì cái bọn Phara chết tiệt cũng làm cho tôi, khiến tôi chết. Nghĩa là nó được lệnh đi. Thằng này nó được lệnh tới cái tòa nhà này để kiếm đồ, hoặc là để dí những cái người sống sót. Ông này có dấu vết là bị cắn rồi lên tới đây. Ông này có effect nhé. Mà chưa thấy. Ôi, bộ té này chết đấy. Có invest thì phải hết sức cẩn thận. Hai viên đạn.
Ok. Rồi, có bào thử nắm đeo mặt nạ lên. Em không có. Người của em không tin vào mặt nạ à? Họ thường hay bỏ chạy hơn. Để coi chị có thể tìm được gì. Ở lại đây đi. Lùi lại. Lùi xa chút. Nếu mà chị chết, em sẽ bị mắc kẹt ở đây. Vậy tốt nhất em nên bắt đầu cầu nguyện đi. Cái tụi mà Seraphine đa số nó gặp bào tử nấm là nó bỏ chạy à, chứ nó không có đi vô. Rồi bây giờ chúng ta phải đi kiếm cái mặt nạ cho thằng Lep. Ui, chết rồi, nghe tiếng, nghe tiếng. Hai viên đạn sọc kinh. Ôi, cái tòa nhà chết tiệt này. Bên đây hình như không có. Ui, lại một cái xác nữa. Vậy là bọn Phera nè. Thấy không, thấy chữ Phera không? Tưởng vô đây nó kiếm đồ xong rồi bị cắn. Trong này có nguyên cái tổ luôn, cái tổ to luôn. Chừng bị cắn mà chết sạch ở đây. Hèn gì thằng kia nó ghi là bọn Phera chết tiệt, nó khiến tôi chết mặc dù nó cũng là Phera. Thực phẩm chức năng. Cái game này mà mọi người muốn nâng cấp full đó, thì chắc ít nhất phải là chơi khoảng chừng 2 lần. Chứ chơi một lần mà không thể nào đủ đồ để nâng cấp full hết mấy cái cây này được. Nằm cái kỹ năng rồi. Mấy cái này nó chỉ cái này tăng tốc gấp đồ, chế độ nhanh hơn. Còn cái độ bền của vũ khí nó sẽ bền hơn khi mà chúng ta chế vũ khí cận chiến, chứ nó không có cho học học chế thêm những cái bơm khác. Rồi chúng ta phải qua bên kia. Rồi. Có ai không? Rồi, cẩn thận nha, té xuống chết chắc đấy. Ui. Shit, chết rồi. Just stay up there, okay? Chỉ còn ở trên kia, không nghe tiếng phía trên. Trên có tụ dịch phép đấy. Đừng có tạo cái tiếng động quá lớn, tụi nó nghe. Tụi nó nghe, nó nhảy xuống mệt đi. Cái chỗ này khó chạy lắm. Xác nào mà đeo mặt nạ hết. Mặt nạ là mặt nạ phòng độc chứ không phải là mặt nạ che mặt nha. Nãy mình liên tục quan sát.
trong nó có, ở trong nó có infect. Vì sao là mình không nhìn xuyên được ta? Phòng này không vô được, cửa hư rồi. Đây 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 đây. Finally. Cuối cùng vẫn tìm được đậu phộng. If you're gonna kill yourself, don't ruin the mask. Nếu mà muốn tự sát thì đừng cũng đừng có làm hư cái mặt nạ chứ. Này đeo mặt nạ nhưng mà nó tự sát rồi. Trong kia, ôi khoan khoan, phòng kia có đấy. Còn có cả cái máy cassette kìa. Đồ cổ, đồ hiếm đấy. Nhạc kiếp vậy. Khoảng kia có cánh cửa nha. Mà chúng ta sẽ đi chỗ đó sao? Bây giờ mình mà để lộ tiếng quá lớn á, nó coi như xong phim. Bên này đi chưa? Mày coi chừng mấy chỗ này hai có mấy con ngon. Tóc cơ đó nè, thấy cái không? Thấy cái hình không? Đừng có thoát ra nhé. Ui, nghe tiếng giống như nó ngáy vậy. Rồi ở đây cũng có một thằng nó đeo mặt nạ này. Bây giờ mặt nạ này còn xài được. Ok, mặt nạ xài được. Tốt, tốt, tốt. Coi chừng. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Nhẹ tay thôi. Looks good. Trông còn tốt lắm. Được rồi. Quay lại chỗ lab thôi. Chúng ta nên né 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 ra. Đây, có quà cho em đây. Không biết đeo luôn. Đó giờ có đeo đâu biết. Đây. We're taking too long. Can't move any faster. We won't do your sister any good if we're both dead. There. Rồi đó. We got this. Chúng ta sẽ làm được. Did you see a way down? Chị có thấy đường xuống không? Không. Đây là mình có đường xuống. Abby. Abby. Còn cái này thì sao? Được đấy, được được. Có cọng dây kìa. Họ nghe tiếng kêu. Đã ấn lép lên. And a fire hose? Đó là một cái dây chữa cháy đấy. Lép, lấy nó xuống. Tới đây. Cái cọng dây trong cái chòi chữa cháy á. Có chừng ấy. Đu xuống dưới.
Chị xuống dưới trước. Được rồi, cẩn thận đấy. Được rồi, mày làm được mà. Ôi, nguyên cái tổ dưới đây nè. Hồi xuống đây mình nghĩ mình nên lấy cái shotgun ra. Hỏi shotgun ra giờ sao? Theo chị, chúng ta nên bình tĩnh thôi. Tạm thời thì chưa thấy. Cái gì nó sáng sáng lên vậy? Ôi, đạn kìa. Lại phun. Thêm một thành viên Fera chết đây. Đây là cái một cái lệnh này. Avery, khách sạn Black Ray, đã xác nhận là có một cái nhóm lớn infected. Cũng giống như là cái một cái nhóm mà đang chứa đầy trong bệnh viện vậy. Chúng tôi cần cậu và nhóm của cậu mang toàn bộ những cái nhu yếu phẩm từ trong này để ra ngoài. Hãy sử dụng thuốc nổ và cái điều khiển. Chúc may mắn nhé. Như vậy là sau khi thăm dò thì tụi nó xác nhận là ở đây có một nhóm lớn và nó yêu cầu phải mang hết những cái nhu yếu phẩm đã kiếm được đi ngay và dùng bơm để chặn đường. Nhưng mà có vẻ như kế hoạch của bọn này đã thất bại. Ui, làm miếng cà phê cho tỉnh rồi. Ai? Ơi, Chúa ơi, ơi. Nghe tiếng của tụi Runner ấy. Quan sát. Mình ở đây mình ngại nhất là có mấy con gì mọi người biết không? Mấy con stalker giai đoạn 2 ấy. Mấy con đó tuy là nó không có nguy hiểm bằng con Licker với là con Blaster hay là con gì mà nó phun độc ra ta, quên mất rồi. Nhưng mà con cái là nó đi săn theo bầy. Với là nó biết trốn tránh, dùng chiến thuật nữa. Đây này, mọi người thấy không? Đây, dùng cái nào có cái ống nhắm cho mọi người coi. Thấy nó không? Bình thường thì nó sẽ núp ở đây nè. Thấy thấy giò luôn. Nó mà thức giấc cái là mệt chúng ta đấy. Nên cố gắng tránh xa mấy cái chỗ đó ra. Đạn sắp. Fuck. Mới vừa nói xong. Thứ này nó phát triển ở trong tường à. Đúng đẹp đẹp. Em ghét bọn quỷ. Kể chị nghe coi. Hư luôn cái vũ khí cận chiến rồi. Thôi từ giờ nên cầm shotgun cho chắc. Không nghe tiếng. Ở đây có con nào không? Không có. Ác cái là bây giờ chúng ta không quan sát thấy được tụi nó. Lép chính ra coi. Giờ phải nhảy xuống dưới này à. Không còn cách nào khác. Phải nhảy xuống tầng này.
Cô xuống. Còn bên kia có kìa. Nhẹ thôi. Chúng ta phải xuống bao nhiêu tầng nữa mới tới đường? Em không biết, tòa nhà này lớn lắm. Vâng. Thật đẹp, thật đẹp. Có lít cơ, có lít cơ. Có lít cơ, có lít cơ. Đâu, đâu? Có lít cơ bên kia. Ở thì bên này có con nào? Mình lại không có cái gì để quăng. Căng đấy. Ok. Đó kìa. Ôi. Xích qua. Một em. Tuyệt vời. Còn bao nhiêu con nữa? Mày. Đâu? Có biết ta đang cầm sọc gân không? Dầm vào cái con gì rách. Even though we're stuck with all these demons, that's a joke, Lev. Abby mới nói là Lev chỉ rất vui vì chúng ta đã tìm được đường tắt. Lev nó bảo là ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi những thứ này ư? Abby nó nói là chỉ đùa thôi mà. Lev thì nó không nhận ra được cái nào nó đùa luôn. Thanh niên nghiêm túc. Còn không? Hết rồi. Hy vọng đây đừng có con Blaster. Blaster là cái con phong độc đó. Còn cái con mà giai đoạn 2 là con Stalker. Ai mày không? Lại thêm đường tắt, khoan. Đây đường kẹt, chúng ta phải đi đường này rồi. Móc sọt kinh ra. Cầm sọt kinh cho nó lành. Nhiều khi bực thiệt chứ. Mình thì không quay thì không sao, mà mỗi lần mình quay là bắt đầu nhà nó ôm. Không thể hiểu nổi. Ơi dân. Súng phun lửa. Ngon vậy. Tuyệt vời. Cảm ơn với Phera. Súng phun lửa kìa. Ui. Cái cây này mà để diệt mấy con là mấy con Blaster là quá ngon. Đã nói rồi, tao có con dao mà. Nó nhiều khi quên nhìn tường cái là thoát ra liền. Where should we go? Ta đi đâu? Nên đi đâu? We should try to head down there. Chúng ta nên đi xuống từ đây. Còn 10 cái. Chỉ vào được. Ủa không được hả? Đâu xuống đâu? À vậy phải đi bên kia xuống dưới này. Qua đây chỉ để lấy súng phun lửa thôi. Tuyệt. Mà là quà mặc quà chứ không thôi bỏ sọt súng phun lửa. Ở đâu à? Hướng bên kia.
Mày có con nào không? Lép ơi là lép. Nhẹ nhẹ tay chân dùm cái. Ôi ở đây có con nữa nè. Thôi mày đừng sống dậy giùm tao. Nói sọc kinh đi. Đừng có sống dậy giùm từ đó đi. Đây không có đường xuống. Nhảy qua bên kia chắc chắn là không được rồi. Quá xa. Vô đây lấy đồ. Rồi chúng ta phải đi đường này nè. Bên đây lại có một con lít cơ. Cần lắm. Không sao. Lít cơ thì chúng ta đã có cái cây này. Chào cưng. Hết đạn luôn. Bên kia còn con nào? Còn một con. Thật đi. Súng này lâu quá chưa xài. Đưa đạn đi. Rồi. Có nghe tiếng gì không? Không. Chị. Cũng không luôn. Tốt. Đi tiếp thôi. Đi lấy lại được mũi tên này. Ngon. Hai người cái tổ nó khiếp rồi. Không có chui vô bên này được. Ôi đạn. Tuyệt. Là cho ăn xuống vùng lửa. Nói trước nha, đứa nào bố láo là tao xịt lửa gán chịu à. Tốt nhất là cứ ai ở đâu ở yên đó để tao đi. Kiểu mới 47 à, còn 3 cái nữa. Rồi, đi xuống luôn. Đây chết men rồi, nghe tiếng con Raptor. Nó hướng nào vậy? Nó kìa. Chúng ta sẽ diệt nó từ xa luôn. Đi ra đi. Có nhảy xuống đây được không? Xa lắm không được đâu. Bên kia có con Raptor. Em dụ nó ra trước đã. Ra đi. Ra đi. Nó khôn quá, nó đứng trong kia không à. Tao bắn phát, dùng ra đứng bên này cho lạnh. Không ra đi. Rồi mình hy sinh cái một cái mìn rồi. Rồi. Chúng nó, chúng nó, chúng, chúng nó. Một phát nữa này. Quà này. Chết chưa? Nó khôn thiệt.
Ra đi. Đi ra cho tao bắn. Không ra tao cho mày ăn bơm luôn đồ chó. Chết đi. Đứng đây cho lạnh. Chết chưa? Vẫn chưa chết à? Phải ra đây. Rồi chết rồi. Thấy mình biết canh góc ghê không? Hết bơm luôn. Con này chết rồi thì đấy được rồi đấy. Em ổn chứ? Con này chết thì chăm ba mấy cái con kia chả là gì. Diệt bot từ xa. Quay coi chừng nha. À nãy mình chạy qua đây là khu này hẹp làng hoàng chết nó luôn á. Ống sắt. Đổ ống sắt lên liền. Gắn thêm đồ ngon vô. Lotter. Mai là có bơm. Coi nè. Ui. Cho con này thêm một thời gian nữa là nó sẽ phát triển thành con Plotter. Mình ghét cái chuyện này. Có ai thích đi chỗ này đâu. Ơi. Không nghe thấy. Phải nhảy xuống nữa hả? Trời. Bên kia nữa cơ. Ngon lành. Ở đây có không nào đâu. Đậu phộng mày. Công nhận có con dao cho người tiện lợi thì. Blab, chị ghét cái tòa nhà này quá. Cứ đi xuống đi, chúng ta gần tới đường rồi. Ai mà thích cái tòa nhà như thế này nổi. Khiếp thiệt. Dù sao chúng ta cũng lấy được một cái súng phun lửa là ngon mà. Trong này có ai không? Có con nào núp đây không? Hai cái. Mấy cái tổ này nhiều khi nó hay có mấy con soccer á. Cứ sơ sức một cái là mai trong người mình lúc nào cũng có dao. Chế bơm liền, không có nhiều. 57 rồi, nâng mát máu luôn nhé. Cộng thêm 25% máu luôn. Đấy, full máu luôn. Ê, cầm shotgun cho lành. Here. Chị đã lạc đường ở đây rồi. I bet we can get out that way. À, đây này. Hui. Ý lại có thực phẩm chức năng này. 17. Sáu cái đó là 23. Tủ này không mở được. Này chịu khó đi kiếm đồ cũng nhiều lắm chứ không ít đâu. Để từ từ thôi, coi chừng có mấy con quỷ kia. Bốn viên đạn. Isaac took down the old guard. Fetra, yeah.
I hear he tortures people. Let's not talk about this now. Okay. Lep. You ever tortured people? Let's focus on getting out of here. Lep nó bảo là có thật là cái ông bị sắc á, ông bảo là hại những người lính hay không? Tại vì nó nói là đúng, bọn này là Vera đi. Và nó bảo là em nghe nói là ông ta tra tấn những người khác, tra tấn những người mỏng mắt. Nó hỏi là có bao giờ chị tra tấn người ta chưa? Bởi vì nó nói là giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này đâu. Chúng ta nên tập trung vào việc khó khỏi đây. Được rồi. Chúng ta đã làm đúng rồi đấy. Đi đúng đường rồi đấy. Not my best day. Trong cái tổ kìa. Vì nói là cái hôm nay nó vô cái tổ này là không phải là một ngày may mắn của nó. Chính ra bệnh viện đâu? Bệnh viện chắc là tòa nhà này vậy. Rồi, ok. Xuống dưới đường rồi đó. À, tới đây gần tới rồi, đừng có sơ suất. Không được, đây không đi được. Quá, tự nhiên cái chỗ này tối thui mà nhìn thì thấy không có phần nào hết. Không phải lúc nào chúng ta cũng quan sát được đâu, có mấy con nấp trong tường nữa, không quan sát được. Ui dù Licker. Lịch cũng nhìn mà tao có súng đạn đầy này. Bên kia đúng không? Cầm sọc lên ra. Chuẩn bị như nào? Chuẩn bị cầm bát này. Holy hell. Quá nhiều quỷ. Mời lại đi cưng, lại đi con. Ồ, thêm con Raptor nữa. Ngu này. Chạy thôi. Raptor tùm lum con gì. Trời ơi. Rõ ràng mình đang cầm cái cây. Đang cầm cái cây kia mà. Đang cầm cây súng phun lửa mà tại sao. Hai quả bơm vẫn chưa diệt được nó. Chết man rồi.
Con quăng độc, quăng độc, chạy 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 chạy. Bờ máu nhánh. Cho mình cái mùi lợi hại của. Đau mày. Đau tết. Nó chết rồi, nó chết rồi. Bố láo tàu. Dầm bà các con chết rách. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã giết một con quỷ cực bự. Ừ, chúng ta làm được rồi. Vậy thôi. Oh man. Khiếp. Giờ có hai quả bom. Rồi, nhà tiêu đút. Có công nhận có súng phun lửa gì con Raptor nhanh đi. Còn nãy nó, mọi người thấy nó trâu không? Ăn hai quả bơm gì mà không chết. Cứ cầm một cây sọc kinh cho chắc ăn. Không được chỗ này nguy hiểm đi chứ. Ngay cả có mấy con Raptor. Tao có nhiều dao lắm. À, cứ tưởng hết rồi, về vẫn còn. Chị có bị bắn chưa vậy? Bị cắn chưa vậy? Chưa. Em có bị cắn không? Không. Em sao? You did good. Em sạch sẽ mà. Mà là hai đứa này nó hỏi nhau là chưa có đứa nào bị cắn hết. Không có cho đại gì hết hả? Mình đang muốn kiếm đồ để chế thêm bom. Chỗ này xuất hiện hai con. Hai con gần như là mạnh nhất luôn. Một con giai đoạn 3.5 là con Raptor phun độc. Là con y con Samler chứ cái con phun độc là Samler. Còn con mập mập bự bự mình mới diệt là con Raptor. Chỉ bom liền. 30 cái nâng gì nào. Chế này đi. Máu full rồi, ok rồi. Mai là mình nâng cấp máu full đi. Tủ không. Quá rồi. Đạn thì full luôn. Thêm xác của Vera này. Chế luôn, chế ngay. Vì thì dao. Dao cực kỳ quan trọng luôn. Cứu mạng chúng ta nhiều lần rồi. Nhanh lên. Let's go. Fuck this building. Tòa nhà chết tiệt. Agreed. Chị đồng ý. Ui trời ơi. Chưa đây. Vẫn chưa ra khỏi tòa nhà này. Ôi ôi, thực phẩm chắc này. Máu chúng ta như nào? Full rồi. Cứ cầm cái cây này. Cái sọc kinh là mình cảm thấy cực kỳ tự tin luôn. Không sợ. Không sợ bất kỳ con infect nào hết. Okay.
Không khí trong lành đây rồi. You can take your mask off. Có thể cởi mặt nạ ra được rồi đó. Tuyệt vời. Thôi, 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 thôi. Mỗi lần thấy đồ cao quá đáng là con này nó bị choáng liền. Ôi, tới đây cho tao ra đi. Đừng xuất hiện thêm nữa nhé. Bệnh viện ở ngay kia. We did it. We sure did. Chỗ này là chỗ nào đây? You see that elevator right there? Chỉ có thấy cái thang không? Yeah. Thang máy không? Đây. That's the path we would have taken. Now infected. Đây này. Được đấy lên. Nó bảo là nếu mình. Let's not tell the others about what happened. I don't want Yara to worry. You're a good brother. Can I ask you a question? Okay. Do you regret shaving your head? We're not supposed to have regrets. Lev. I wish I had just ran away. Then Yara wouldn't be caught in all of this. She'd be back home, taking care of her mom. Does your mom need taking care of? She's our mom. It's our duty. Thấy chưa? Nãy nó nói là cái này nè. Nếu mà chúng ta đi đúng kiểu á, là phải đi bằng cái thang này, thang máy này thì sẽ không gặp tụi infect. Sau đó con Abby có hỏi nó vài câu. Nó chỉ có hỏi về cái vụ nó cạo đầu á. Nó nói là ước gì nó đã bỏ chạy trước khi mà con ra biết. Tại vì khi đó con ra nó biết á, cho nên muốn chăm sóc. Nên nó mới đi theo con Lab này. Lẽ ra thì con Yara nên ở lại cái khu làng trên đảo của cái tụi Seraphine này, tại vì tụi nó có một bà mẹ cần chăm sóc, bà ấy vẫn còn ở trên đảo. Bởi vì hỏi là mẹ em cần phải được chăm sóc, nó nói đó là mẹ em, cho nên đó là cái nghĩa vụ là đồng pro năm 1790 đảo chứ, cái đồng tiền ghi là đảo pro. Where do we go now? Giờ chúng ta đi đâu đây? Có lẽ chúng ta đi qua kia, từ từ. Đây là cái khu vực quán cà phê ngoài trời. Đấy, ẩm cũng chưa. Hãy dành cho tình nhân, khu này khu yên tĩnh. Dành cho bạn bè, tình nhân được các kiểu. Cái tòa nhà nó chia ra nhiều khu không? Khu là khu cà phê thôi. Nữa. Nguyện bà dẫn lối cho ngươi. Có gặp bọn gì ở đây không vậy? Gặp Seraphine đây không đó? Nhóc lép rành đường thiệt. Hãy xem đây có đồ. Trong toilet lúc nào cũng có đồ. Cái đống gì trong này vậy? Ôi, ghê quá. Nhà bếp sụp đổ hết rồi. What now? Giờ sao? This way. Đường này nè. Ở đây. Ở bệnh viện của tụi sói kìa. Cái bệnh viện này là chỗ của con Nara. Con Nora chứ. Nora nó ở. This is as far as you go.
Em đi như thế là đủ xa rồi. Cái gì? Chờ đã, tại sao? Tại vì họ sẽ giết em đấy. Nếu mà em đi cùng, họ sẽ giết em. Chị sẽ đi tới cửa trước, đi bằng cửa trước lấy đồ rồi trở lại. Em chờ ở đây nhé. Ừ. Rồi, Lab sẽ chờ ở đây, còn Abby nó sẽ đi bằng cửa trước. Ok, tập này cũng dài lắm rồi đó. Mình sẽ dừng tập này đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Nếu thấy thích tập này thì hãy like, share và nhấn vào nút chuông đăng ký để ủng hộ mình. Bye bye.